Dạ em xin phép chào quý cô chú anh chị. Quốc Nhật Xuân Lãm, Quốc Nhật Nguyễn Lưu xin chào quý cô chú anh chị. Anh chị bên em chuyên các chồng gốm sứ nha. Anh chị xem video anh chị yêu thích món nào thì anh chị gửi ảnh trực tiếp hoặc các bạn Zalo qua bên em qua hai số điện thoại là 0913 330469 hoặc là số 0935 245 244 nha anh chị. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị là một cặp chóe này nha. Một cặp chóe này là chóe tàu nha anh chị. Và cặp này em sẽ bán là nguyên một cặp luôn nha anh chị, em không tách lẻ nha. Cái này là một cặp chóe vẽ, cái này là hoa mẫu đơn và một cặp uyên ương chim trĩ nha anh chị, rất là đẹp luôn nha. Và cốt chóe này là đường kính lớn và cốt nặng nha anh chị. Đó, em sẽ quay trực tiếp những chi tiết của chóe này cho anh chị tham khảo nha. Lớn nha anh chị, kích thước lớn, miệng chóe nha anh chị, miệng chóe là 20, đường kính miệng chóe là 20, cao là 63 nha anh chị, miệng chóe là 20, cao là 63 và vòng bụng của chóe này là 113. Đó, mặt này là mặt trước của chóe nha anh chị, mặt trước của chóe và mặt sau nha anh chị, mặt sau sẽ là chữ ký của nghệ nhân. Đó, chữ ký của nghệ nhân. Và phía dưới đáy bình là có truyện nha anh chị. Phía dưới đấy là sẽ có truyện ký nha. À, rất là đẹp luôn nha anh chị, quế chóe này. Miệng 20, cao tới nắp là 63 và vòng bụng sẽ là 113 nha anh chị. Em sẽ xoay nha, em sẽ xoay hết toàn bộ bình này cho anh chị nha. À, rất là đẹp luôn nha anh chị. Và ở phía trên miệng của chóe nha anh chị, cái này là vẽ hoa cúc, hoa mẫu đơn nha anh chị, hoa anh đào, đây là hoa sen. Nói chung là cái hàng này là hàng tàu rất là đẹp nha anh chị. Đấy rồi anh chị, một cặp này nha anh chị, em sẽ cái này là em không tách lẻ nha. Đó, một cặp này giá sẽ là 3.700.000 nha, 3.700.000 một cặp này nha anh chị, 3.700.000. Một cặp nha anh chị. Rồi anh chị, nếu anh chị thích sản phẩm nào thì anh chị gọi điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo qua giúp hai số điện thoại em có niêm yết trên kênh nha anh chị. Rồi em xin phép chào quý cô chú anh chị.